phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ cùng địa phương nâng cao chất lượng theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu những năm qua hội cựu chiến binh xã nguyễn trãi huyện ân thi luôn làm tốt công tác vận động nhất là phong trào hiến đất làm đường qua đó đã giúp các tuyến đường thôn xóm được mở rộng đi lại được thuận tiện chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay hội cựu chiến binh xã nguyễn trãi đã vận động được 25 hộ gia đình hội viên tự nguyện tham gia hiến đất với gần 600m2 tiêu biểu như hộ ông nguyễn văn đinh thôn nhân lý hiến hơn 60m2 ông lê công giống hiến hơn 100m2 do đó đến nay xã đã bê tông hóa được trên 25 km trong tổng số hơn 30 km nhiều tuyến đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng lắp đặt camera giám sát với hơn 30 điểm các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã đường nội đồng được mở rộng có nơi rộng hơn 6m giúp bà con đi lại vận chuyển nông sản hàng hóa được thuận lợi dễ dàng qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.